Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc Tết các cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Cùng đi có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Nguyễn Hồ Hải. Đoàn đã đến thăm gia đình giáo sư bác sĩ Nguyễn Chấn Hùng, nguyên giám đốc Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, vị giáo sư nổi tiếng với câu nói ung thư biết sớm trị lành. Trong suốt những năm tháng hành nghề, giáo sư Chấn Hùng đã thăm khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư. Ông là một vị bác sĩ được người đời quý trọng về cả y lý, y thuật lẫn y đức, là người có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển chiến lược phòng chống ung thư ở Việt Nam. Dù đã 80 tuổi, ông vẫn say mê nghiên cứu, giảng dạy và viết rất nhiều sách, cũng như đi nhiều nơi để chia sẻ kiến thức y khoa một cách dân dã, dễ hiểu và hóm hỉnh đến với người dân. Rất là vui là mỗi lần gặp lại giáo sư vẫn trẻ trung, vẫn là cháy bỏng cái nhiệt huyết, cái đam mê cống hiến và phục vụ. Năm mới đến thì chúc giáo sư và gia đình mọi điều tốt đẹp, luôn là một cái người mang đến cho anh em bác sĩ trẻ một cái niềm cảm hứng, lao động, sáng tạo, cống hiến, phục vụ vì sức khỏe của con người. Đến thăm gia đình nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ sự mến mộ đối với người nghệ sĩ tài danh đã lấy đi nước mắt của bao thế hệ bởi lối diễn đầy cảm xúc. Bà còn được mệnh danh là tổ nghề sống của sân khấu cải lương Nam Bộ. Mỗi người đều là nhớ một vài cái vai diễn, nó có sức cảm hóa rất là lớn. Đôi khi thông qua cái đó nó cũng nhắc nhở cho con người, mỗi người là sống tốt hơn, sống thiện hơn, sống có trách nhiệm hơn. Và có lẽ rằng đó là cái sức cảm hóa lớn lao của nghệ thuật và của những nghệ sĩ là có tài. Chúc chị năm mới làm sao đó là khỏe, vui, bình an, gặp nhiều may mắn, tiếp nối những cái công việc mà chị đã làm, đã đeo đuổi trong thời gian vừa qua. Ở tuổi 87, tuy không còn đi hát, nhưng nghệ sĩ nhân dân Kim Cương vẫn là người thầy đáng kính, đào tạo nên biết bao thế hệ học trò là những nghệ sĩ tài danh hiện nay. Bên cạnh đó, bà còn là nghệ sĩ chăm chỉ hoạt động thiện nguyện, công tác xã hội, giúp đỡ nhiều đồng nghiệp khó khăn.